Rồi, đi học nha, đi học nha. Đi học để chứng minh mình là người có chữ nè. Lớp học có 102. Dạ, chờ cho cấp điện đi. Của những mảnh đời khốn khó. Em thích học số để đánh đàn. Học số là để biết đếm bao nhiêu lỗ trên bánh xe để tính tiền. Để bán rau củ cho người nước ngoài. Nhưng cũng từ lớp học này đã hé mở những bí mật đã được chôn giấu từ lâu. Tôi không có làm. Tôi không có lỗi gì trong chuyện này hết. Không có. Con rất giống má, nhưng má cao tay hơn con nhiều. Chị vợ đó Lâm. Chú đang kết án quan cho con đó. Nhìn cái mặt thằng chả, muốn chọi cùng gạch đâu. Chỉ còn một cách là tìm người xưa mà tạ lỗi với họ. Bộ phim Lớp học 102 với sự góp mặt của dàn diễn viên gạo cội như Hoài Linh, Lý Hùng, Thân Thúy Hà, Quỳnh Đông hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem nhiều cảm xúc. Khi được phát sóng vào lúc 18:30 trên kênh VTV Cộng 1, tập đầu tiên ra mắt khán giả vào ngày 3 tháng 7 năm 2015. Mời khán giả đón xem.